Kính chào quý khách, Tai Sun Đà Nẵng có mở tại lô 9 Bào Năng 10 năm. Có đủ các sản phẩm về của Anekota, Verona hay là Meiji, bơm sơn, nồi trộn sơn. Và đặc biệt là Tai Sun ở Đà Nẵng thì tập trung vào hàng LED để phun kết cấu thép, phun sơn tường, bột bả, phun đầu cho ngành công nghiệp đóng tàu ở khu vực Đà Nẵng. Nên là quý khách có cái nhu cầu thì có thể liên hệ với Tai Sun Đà Nẵng để được phục vụ. Tai Sun Đà Nẵng nhận sửa chữa các cái loại máy LED phục vụ các công trình nhà máy. Cảm ơn quý khách.